Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy quay trở lại với một video hướng dẫn mọi người đọc những cái từ tiếng Anh mà thường người Việt chúng ta hay đọc nhầm hoặc là đọc sai. Từ đầu tiên là động từ have. Từ này thầy thấy nhiều bạn đọc là have hay là have là nó không chuẩn nha. Have. Từ thứ hai là động từ nghe. Listen. Chúng ta sẽ nhấn âm 1. Listen. Và âm T là âm câm mọi người ha. Listen. Từ thứ ba là một cái từ mà thầy thấy nhiều bạn đọc bị lỗi nhiều nè. Từ này chính là từ interest. Từ này nhiều bạn đọc là interest hay là interest, mình đọc thành hai âm thôi mọi người ha, và mình đặt âm nhấn âm số 1, interest. Từ thứ tư là từ quần áo, thì chúng ta dùng số nhiều chúng ta sẽ đọc là clothes. Nó kết thúc ở âm z mọi người, chúng ta sẽ không đọc là clothes, không đọc là clothes hay là clothes, mà chúng ta sẽ đọc là clothes. Từ kế tiếp là từ nhà hàng. Từ nhà hàng thì nhiều bạn đọc từ này thành ba âm là restaurant là không chuẩn, mình đọc thành hai âm thôi và nhấn âm 1, restaurant. Cái từ xếp hàng á, chúng ta nhìn vào từ này chúng ta sẽ thấy nó khó đọc một chút xíu. Từ này thực ra nếu như các bạn không biết quy tắc chúng ta sẽ đọc từ này không được. Từ này chúng ta sẽ đọc là queue, nó giống như chữ quy ở trong bảng chữ cái đó mọi người, chúng ta sẽ đọc là queue. Cái từ vinh hạnh, vinh dự chúng ta sẽ đọc là honor, âm h là âm câm mọi người ha, nó tương tự giống như cái chữ giờ đó, hour, và từ này là honor, chúng ta sẽ không đọc âm h. Từ kế tiếp là từ nước ngoài, là từ này nhiều bạn đọc là foreign hay là foreign, chúng ta sẽ đặt âm nhấn âm số 1, foreign. Công thức nấu ăn thì chúng ta sẽ đọc từ này là recipe, chứ chúng ta không đọc là recipe hay là receipt mọi người ha, recipe. Và từ cuối cùng đó chính là từ mục tiêu, mục đích, chúng ta đọc từ này là purpose, chứ không phải là purpose hay là purpose, mà là purpose âm bê bò, chúng ta bê phở là mí mô nhẹ và đẩy hơi ra, purpose, và nhớ âm 1 mọi người ha, purpose. Ok, and enjoy the lesson today.